Chào anh em nha, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu thêm cho anh em về cái mẫu sản phẩm nồng trái 65 Phát Tích Malaysia. Thì hôm nay là mình giới thiệu cho anh em cái mẫu là sản phẩm nồng 65V2 nha anh em phổ thông. Hiện tại là khi công ty đã ra cái mẫu V2 này thì sẽ cái mẫu V1 là sẽ không còn sản xuất nữa và cũng không còn bán trên thị trường nữa nha anh em. Thì đây là mình giới thiệu cho anh em mẫu nồng 65 phổ thông V2. Dòng này thì đã nâng cấp cải tiến chất lượng hơn so với mẫu V1. Anh em nhìn cái lồng nó chất lượng lắm nhưng mà giá thành thì rất là ok. Full bộ nồng 65 Exeter chân Vinvin chân 25 thì mình bán cho anh em với giá là 1,5 triệu nha anh em. Một bộ bao gồm là nồng bít tông nén 65 bạc rít, rồi trong lồng Romilat ắc phe nha. Thì đi thì kèm theo đó là cái sản phẩm đó là bít tông 65 nén nha, bít tông nén 65 nha. Rất là đẹp. Bộ bạc rít, ác bích tông, phe bích tông, rong chân lòng, rong bi lát. Rồi, cái phần chính thì này hàng chính hãng của Phát Tích dòng phổ thông nha anh em. Giá anh em dễ tiếp cận được. Hiện nay là mẫu V2 này đã thay đổi xưởng nha anh em. Đó, nên là nó chất lượng hơn. Anh em thấy nhìn cái lòng nó rất là chắc cú, đầy đặn như những cái lòng 2 triệu mấy, 3 triệu luôn. Lớp kiến là cực kỳ đẹp. Đường nước cực lớn luôn, gia công chi tiết sắc sảo. Lòng này chân Vinh Vinh chân 25 nha anh em, chân này nè, chân 25 Phát Tích 65 V2 nha. Lòng này cũng bấm gờ sẵn chống lòng nước cho anh em luôn nè. Thì đối với một cái lòng mà 1 triệu mấy mà nó đầy đủ so với một cái lòng 2 triệu mấy 3 triệu thì quá ok nha anh em. Rồi, cái lòng 65 Phát Tích dành cho Exeter này mình bán cho anh em với giá là 1,5 triệu và miễn ship cho anh em luôn ha. Giá quá tốt nha anh em. Mẫu V2 nha, phổ thông V2.